Thưa quý vị và các bạn, chỉ với hơn 600 mét đường, nhưng thi công tới gần 3 năm nay vẫn chưa xong. Thực trạng này đã và đang khiến cho người dân tổ dân phố Đọ và tổ dân phố Phan, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào rất bức xúc vì ảnh hưởng đến đời sống đi lại của người dân. Nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, nước thải tồn đọng, bốc mùi hôi thối là những gì mà người dân nơi đây đã phải đối mặt gần 3 năm qua, kể từ khi đơn vị thi công là công ty xây dựng Minh Dũng khởi công đến nay. Người dân cho biết dù đã nhiều lần kiến nghị, song mỗi lần kiến nghị thì đơn vị thi công lại thi công theo kiểu đối phó 1-2 buổi, sau đó lại vẫn đầu đóng đấy. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ tổ dân phố Đọ đến tổ dân phố Phan, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào có chiều dài gần 600 mét, được nâng cấp từ đường 3 mét lên 7,5 mét, có rãnh thoát nước hai bên đường, được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2020, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2021. Và dù đã 2 lần xin gia hạn thi công, nhưng đến nay công trình vẫn ngổn ngang như thế này. Không ai là không bức xúc, bởi vì lắng lên thì bụi, mà mưa thì nộ, xe vào cái trùn hết mép của cái hố gà đấy. Bây giờ giải tỏa rồi mà giải như thế này rồi, dân hỏi thì bao giờ làm lại, cứ nay lại mai là cứ ách tắc, mưa tan là thùng vũng làm là lồng chồng là nó nguy hiểm lắm. Như vừa rồi gặt hái thóc nuống thế chả là rất khó. Được biết nguyên nhân ban đầu là vướng mắc về giải phóng mặt bằng do còn một vài hộ chưa đồng ý hiến đất. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phường đã điều chỉnh dự án, không triển khai dự án tại những điểm khó khăn trong giải phóng mặt bằng từ vài tháng nay và yêu cầu đơn vị thi công có mặt bằng đến đâu thi công đến đấy, nhưng đơn vị thi công vẫn chậm triển khai.